Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cụ, quý ông bà, cách đặc biệt là quan viên hai họ của hai con Giuse Nguyễn Văn Tĩnh và Maria Nguyễn Bích Ngọc. Chúng ta cũng đang trong tâm tình của ngày đầu xuân. Hôm nay là ngày mồng 10 Tết, thời tiết rất đẹp, lòng người rất vui. Vì thế mà nhân dịp đầu xuân năm mới, cho con gửi lời kính chúc tới quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em lời chào và kính chúc trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chắc chắn giờ này đúng 10 giờ ngày mùng 10 tháng 2 chúng ta có mặt ở đây, nó cũng rất gần ngày Valentine. Và ngoài mục đích ngày Valentine ra thì hôm nay chúng ta cũng đến với tình Chúa và tình người, tình đến với Chúa để bày tỏ niềm biết ơn, tạ ơn Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương con cái loài người chúng ta trong năm qua. Cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta sang năm mới này luôn được hồn an sắc mạnh. Về tình người thì chắc chắn mỗi người chúng ta có mặt ở đây không ngoài mục đích nào khác là cùng với hai gia đình có hai người con là Giuse Tĩnh và Maria Bích Ngọc đến tuổi trưởng thành. Và trước khi về chung sống với nhau, hai bạn cũng như mọi người đến nhà thờ để cầu xin Chúa xe duyên chúc phúc và gìn giữ cho gia đình được an vui hạnh phúc. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hân hoan bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Nguyễn Văn Tĩnh và chị Maria Nguyễn Bích Ngọc, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách châm ngôn: Tìm đâu ra một người vợ đẻ, nàng quý giá vừa xa châu ngọc, chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ được chẳng thiếu chi lợi lộc, suốt đời nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai họa cho chồng. Nàng tìm kiếm len và vải gai rồi vui vẻ ra tay làm việc. Nàng cho tay vào gông kéo sợi và cầm chắp suốt chỉ trong tay. Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. Duyên dáng là giá trả, sức đẹp là vù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho con người ca tụng. Hãy để cho nàng hưởng thành quả tay nàng làm ra, ước chi nơi công thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm. Đó là lời Chúa. Ôi vinh phúc cho người hằng sợ Chúa luôn, đường lối Chúa chính trực bền tâm dõi bước, nhiều công xưng nay người được hướng thanh nhàn, ngàn muôn phúc lộc hạnh phúc dâng tràn. Cành nho chín thơm ngọt trồi nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Cành ô liu đâm nhiều chồi bướm non đẹp, là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Ngàn ơn phúc xuống cho người giờ Chúa luôn, từ Sion Chúa thương tình luôn chúc phúc, nay ra liêm huy hoàng chúc phúc hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa trời chủ kín dân người. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện,
và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng người. Anh em đừng có dập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa, cái gì tốt, cái gì là đẹp, lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo. Lòng bác ái không được giả hình, giả bộ. Anh em hay gớm ghép điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến với nhau, tình huynh đệ, con người khác trọng hơn mình, nhiệt thành, không trễ nải, lấy tinh thần sốt sáng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giê-xu để thử Người. Họ nói, người ta có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do gì không? Người đáp, các ông chẳng đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, tạo hóa đã tạo dựng con người có nam, có nữ và Ngài phán. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Xin nhờ tin mừng đọc và tha thứ tội lỗi con. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, cho phép con được đứng gần đây. Và trước hết để nói lên cái lý do tại sao lại còn đứng đây. Thưa là bởi vì bạn Tĩnh là đệ tử của con cách đây 16 năm rồi. Là con này là bố với bạn Tĩnh là anh em đồng ngũ với nhau cách đây 30 năm rồi. Thế rồi thứ đó là lý do mà con đứng đây. Bởi vì bạn Tĩnh này có cả cha cậu ngồi kia này, có cả sơ bác này. Có cả mẹ thì làm hội Ken này, bố thì làm bên ca đoàn này, bác thì làm ông chùm này.
Tại sao nó lại long trọng thế là có nhiều lý do. Thế nhưng tất cả cũng đều là tôn vinh Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho đôi tân hôn hôm nay. Kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, khi nói về tình yêu thì nó trừu tượng. Thế nhưng không phải trừu tượng là không hiểu, trừu tượng không là không cảm nghiệm, trừu tượng là không nắm bắt được. Khi nói về tình yêu thì là nó bao hàm ở nghĩa đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là bởi vì người yêu cũng như người được yêu cảm gặp được nhau trong tình chân ái để thiết các cảm nhận hạnh phúc. Và từ đó người ta mới đặt ra câu hỏi cho mỗi người rằng trong cuộc đời này điều nào là quan trọng nhất của con người? Thưa, đó là hai điều. Một là tình yêu và cuộc sống. Hai là niềm tin và hy vọng. Tình yêu và cuộc sống và niềm tin hy vọng nó luôn luôn bổ trợ cho nhau, nó giúp cho con người vượt qua cái bể khổ đời này. Tình yêu và cuộc sống. Thế mà bởi vì tình yêu nó phải có đối tượng. Rồi cuộc sống mà không có tình yêu thì là một cuộc sống eo uột. Sống cô liêu, cô đơn, cô độc, rồi là cô tuyệt. Tức là khi mà người ta không thấy cái cuộc sống nó có ý nghĩa nữa, nó không thấy có tình yêu nữa. Rồi niềm tin và hy vọng để giúp cho con người cũng thăng tiến trong cuộc sống này. Niềm tin là để giúp cho con người đạt tới cái đích của mình. Và hy vọng là để động lực để con người vượt khó để cũng đạt được cái đích của mình. Mà cái đích cuối cùng của cái đích của hôn nhân gia đình là gì? Đó là một tình yêu đích thực và một gia đình bền vững. Rồi khi nói đến tình yêu thì người ta cũng diễn tả và cảm nghiệm muôn hình muôn mẻ. Thế nên đối với người Kitô hữu chúng ta thì chúng ta luôn luôn tuyên xưng và xác tín rằng Thiên Chúa là chủ, là nguồn gốc và là chính tình yêu đối với người tương đương đấy. Tuy nhiên, Thiên Chúa là tình yêu, là nguồn gốc, là cội nguồn tình yêu hạnh phúc của con người, là đối tượng để con người quy chiếu về đó, để rồi tìm thấy hạnh phúc ở nơi Chúa, rồi nơi các thụ tạo Chúa đã dựng nên. Vì thế mà tình yêu là Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, nhưng mỗi người được cảm nghiệm với cái cảm xúc khác nhau, cung bậc khác nhau. Vì thế mà người ta chia ra tình yêu có những cái cung độ khác nhau. Sơ khởi là tình yêu tình bạn, kế đến cao hơn nữa là tình yêu hôn nhân và gia đình, tình yêu phụ tử, tình yêu hôn phu, phu thê. Và cao hơn nữa là tình yêu dòng tộc, dòng họ, máu mủ. Rồi cao hơn nữa là tình yêu siêu nhiên, gọi là tình yêu phổ quát. Vì thế mà chúng ta tại sao lại có người đi tu, tu là cái bậc tình yêu phổ quát như Chúa Kitô đến trần gian yêu hết mọi người, yêu cả những người ghét mình, như thù mình, rồi yêu không phân biệt, không loại trừ, không cầm cố, không tính toán, không so đo, không có biên giới. Đấy là tình yêu phổ quát. Rồi thấp nữa là tình yêu dòng họ, rồi thấp nữa là tình yêu vợ chồng, rồi thấp nữa là tình yêu tình bạn. Thế nên có bốn cực bậc khác nhau. Thế hôm nay chúng ta chỉ chia sẻ đến tình yêu hôn nhân và gia đình thôi. Và khi nói đến tình yêu hôn nhân và gia đình thì chúng ta lại trở về với cái cội nguồn của một mạch tình yêu, đó là Thiên Chúa. Như bài sách Sáng Thế nói là Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người có nam có nữ, rồi sẽ duyên cho hai cặp bà ngôi tội Abraham và trở thành hạnh phúc, rồi Ngài chúc phúc cho hai bà sinh sôi nảy nở mặt đất và sống an vui hạnh phúc. Thế nhưng do tội lỗi, do cám dỗ của xác thịt, ma quỷ và thế gian, nó đã làm đảo lộn cái trật tự giá trị của hôn nhân gia đình. Rồi do cái cứng lòng như Mô-xê mới cho người ta phép ly dị. Và như thế là cứ đổ vỡ, đau khổ, nó cứ diễn ra.
Cho nên khi Đức Giê-xu đến thì Ngài tái xác nhận lại cái thủa ban đầu là Thiên Chúa dựng lên, và khi sơ duyên là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Đức Giê-xu đến trần gian là để Ngài tái xác nhận lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, thì cũng đòi hỏi con người về dành cho nhau. Vì thế mà giáo hội luôn luôn trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô là vợ chồng một khi đã thành sự thì bất khả phân ly, và đơn nhất và bất khả phân ly. Đó là cái cốt lõi của tình yêu hôn nhân gia đình. Chứ không phải như thế để là dồn ép đôi bạn một khi đã không hợp nhau mà vào chân tường đâu, mà là bảo vệ hạnh phúc gia đình, rồi để ngoài bảo vệ là thăng tiến, rồi là để phát triển duy trì hạnh phúc gia đình cũng như trật tự xã hội và giáo hội. Rồi ngoài ra còn nâng đỡ bảo vệ những người phụ nữ, những trẻ em, người cô thế, cô thân, người không có tiếng nói. Và để rồi để làm gì cũng vẫn là để duy trì một gia đình an vui, hạnh phúc, yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Thì đấy là tình yêu hôn nhân gia đình. Thế đến đây cũng là chỉ là lý thuyết thôi. Thì bây giờ con muốn hỏi về cho với những người trải qua tình trường thế nào là hôn nhân và gia đình. Bởi vì không phải là những người đi tu mà không biết đâu. Mà cho nên là người ngoài đời nói bảo yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà chịu khổ chứ không đành chịu lỗ. Để ông Thức thì ông cho biết là hai ông bà đã sống với nhau lâu chưa và được mấy người con thì cứ cái lời ngắn thôi. Thưa cha, con với bà đã sống năm nay là 62 năm và như thế là cũng được 5 người con. Vâng, xin cảm ơn ông, ta nổ một tràng pháo tay chúc mừng ông Thức. Một ông Cổ Liêu rồi một ông Đinh Bình. Hai ông bà đã sống với nhau được bao nhiêu năm và được mấy người con? Dạ con thưa cha, con xây dựng với vợ con là được hơn 30 năm, 35 năm rồi ạ. Thế con được 2 người con ạ. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn ông ra nổ tràng tay chúc mừng ông rồi đấy. Theo về chúc mừng một đằng 62 năm, mừng 30 năm. Đấy là tình trường. Thế nên cho nên là sao là người ta bảo yêu là khổ, không yêu là lỗ, thà chịu khổ, không chịu lỗ. Thế thì 30 năm, 60 năm đâu có thấy khổ đâu phải không? Đâu có thấy lỗ đâu. Hai là hòa, nếu mà sinh một là lỗ đấy. Hai là hòa, rồi 6 người con thì là lãi rồi. Đấy là không lỗ. Thế thì tại sao nói như thế? Bởi vì đó là cái kinh nghiệm thực tế trong tình trường. Còn nhiều khi nói lý thuyết thì cũng là lý thuyết thôi. Nhưng mà là tình trường như thế để làm gì? Để cũng là nhắc nhở cho đôi tân hôn hôm nay là 30 năm, 60 năm vẫn chung sống an vui, hạnh phúc. Đây là tình trường. Cho nên là tình yêu nó không có khổ, không có lỗ. Nó có khổ hay có lỗ thì yêu là khổ, không yêu là lỗ. Khổ là bởi vì mình yêu người khác là yêu cái ích kỷ, đầu tư cho người khác rồi bắt người khác phải đền bù. Mình không đền bù được thì thấy bực tức, sinh ra những cáu giận, nóng giận. Tất cả cái tính nóng của con người đó đều xuất phát từ thiếu vắng tình bóng tình yêu. Rồi yêu không phải là lỗ, cho dù là có chở bạn đi chơi, chở bố mẹ hay chở ông bà, một khi chở đối tượng mình yêu, mình không sợ tốn kém thời gian, không sợ mất thời gian, không sợ mất tiền của, không sợ mất sức được, không sợ mất đường dài, không sợ đường dài. Rồi yêu không phải là tính toán thua lỗ, được thua ở đây. Thế cho nên chúng ta nhìn vào mẫu gương Đức Giê-xu Kitô ấy, Ngài đã đi yêu, đã sống tình yêu, giao giảng tình yêu, rồi cũng chết cho tình yêu mà không thấy lỗ, mà được cả thế giới này nữa. Đấy là Đức Giê-xu là mẫu gương cho mọi tình yêu, cho mọi đối tượng của tình yêu. Vì thế mà người ta chỉ có lỗ là hay là khổ là khi người ta có so đo tính toán. Cái tình yêu có như là cầm cố, cứ yêu là như là trao đổi, tình yêu có như là một cái gì đó để đòi lại những cái gì mình đã mất. Cho nên là một khi đã yêu thật tình, yêu chân thành, yêu chân ái thì không có lỗ, không có tính toán, không có so đo, không có khổ, không có lỗ. Vì thế mà nhìn vào các bậc cha mẹ thế là yêu con
sinh thành dưỡng dục con cái nuôi bao nhiêu năm cũng không sợ khổ mà cũng không lo lỗ. Đó là tình yêu Thiên Chúa, đến nguồn từ Thiên Chúa rồi tình trường. Thì hôm nay lại xin phép bà chị em lại nói với đôi tân hôn hôm nay, Du Xe Nguyễn Văn Tĩnh và Maria Nguyễn Bích Ngọc. Hai con đã quen nhau cách đây 5 năm rồi. Bạn ấy chưa giới thiệu bản tính này, bạn ấy vừa là giúp lễ này, trưởng hội giúp lễ này, vừa là trưởng giới trẻ này, là vừa trưởng sinh viên Hà Thành này, Hà Thành là trưởng giới trẻ giáo xứ, thế là rồi bên thông tin nữa, rất là nhiều chức vụ. Thế nhưng mà không biết thế nào, tương lai thế nào, nhưng mà từ trước đến nay là rất nhiều chức vụ. Rồi hai con hôm nay đến trước với nhà thờ thì chắc chắn từ trước đến nay là hai con sống rất an vui hạnh phúc bên gia đình bố mẹ. Rồi chuẩn bị hai con này bước vào một cuộc sống riêng, tức là một gia đình mới, thì tương lai phía trước thì không ai có thể nhìn thấy được. Rồi hai con cũng đã có một thời gian tìm hiểu nhau từ xa xa, rồi tìm hiểu gần, rồi được bố mẹ đồng ý, rồi đi học giáo lý hôn nhân, rồi quyết định trở thành vợ chồng, là bởi vì hai con cũng không cảm thấy, hai con mà cảm thấy không thể thiếu được nhau. Rồi hai con cũng cùng nhau quyết tâm dắt nhau vượt qua những quãng đường trường từ Vô Hốt lên đây cũng xa đấy. Rồi là COVID, cô Biao, rồi cô Liêu nữa cũng có ngăn cản, nhưng mà hai con đã vượt qua mọi sóng gió trong vòng năm qua, rồi đến giờ này là cũng coi như là điểm dừng chân là bến mới rồi, thì cũng từ đó đến nay là an toàn rồi. Còn từ nay về sau hạnh phúc hay là đau khổ như thế nào đấy là tùy thuộc ở hai con, phải không? Bố mẹ thì càng ngày càng có tuổi rồi, hai người đã trưởng thành sống chung với nhau rồi. Và với cái quyết tâm như vậy là cùng nhau dắt nhau đi tới con đường. Tuy nhiên, tự sức còn mình còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, thì con cũng đừng có tự sức mình mà phải cậy dựa vào ơn Chúa, để chịu khó đọc kinh cầu nguyện, rồi cậy dựa vào bố mẹ, rồi cậy dựa vào bạn bè để làm gì? Thưa là để cùng nhau song hành. Rồi khi bước về chung sống với nhau thì tình yêu nó phải chưa dừng lại đó đâu, hoặc là hạnh phúc nó không phải là lúc này đâu, mà là hạnh phúc nó còn xa xa vời, xa vời. Có tình yêu rồi, nhưng mà để nuôi dưỡng tình yêu, để được cảm nghiệm hạnh phúc thì nó phải từng bước, từng ngày. Như Đức Hồng Y Thuật nói là triệu triệu chấm thẳng là một đường thẳng, tỷ tỷ giây phút vui ăn vui là một đời vui, chứ không phải là tự trên trời mình cướp cái là được ngay đâu, cướp chân giảm bớp là không có. Vì thế mà mọi người hôm nay rất tin tưởng các con, và đến đây như lúc đầu cha nói rồi. Thế cho nên bây giờ là từ nay trở sau là tùy thuộc vào hai con quyết định số phận của đời mình, của gia đình mình trong tương lai. Và chắc chắn các con phải làm sao là để bờ vai chỗ dựa cho nhau vững chãi nhất. Bởi vì làm sao mà gia đình là số một, nhà hàng này, công ty này, chợ búa này, siêu thị này là số không, số một mà không có thì các cái số không kia vô nghĩa. Ý ta nói là gia đình là số một, phải ưu tiên cho cuộc sống hôn nhân gia đình, của cái vật chất và cái mọi thứ phải đến sau. Đấy là cái chân quý nhất mà chắc chắn mọi người cũng đều hướng về các con. Thế rồi khi nói như vậy thì mọi người cũng chưa yên lòng. Bây giờ mọi người muốn nghe con nói gì để cho bố mẹ con từ dưới Vô Hốt Ninh Bình đến đây yên tâm gửi gắm con ở đây cho ông bà Động Phượng, rồi gửi gắm cho cái anh Tĩnh, để bố mẹ về nhà cứ yên tâm, để con ở đây lo được hạnh phúc, để bố mẹ đỡ lo. Con nói gì với
mấy mọi người để diễn tả mình là người trưởng thành, mà tương lai là người vợ, người mẹ hiền, rồi là người công giáo tốt. Tính nên đứng lên trợ giúp, đứng lên cho bà chỗ dựa cho đỡ run, đứng lên bên cạnh bím giữ bạn cho đỡ run. Đấy là tình yêu nó phải được thể hiện ra bên ngoài chứ, cứ đi, ai lại đi đạo trung tâm mới tình yêu trung tâm thì không được. Đấy phải thể hiện ra, mày nói gì để cho mọi người tham dự hôm nay thấy cái con trưởng thành, thấy con hạnh phúc, rồi thấy con để cho mỗi người đi xa hay là đỡ lo. Dạ, trước tiên thì con cảm ơn tất cả các ông các bà hôm nay đã đưa con đã ra đây tham dự lễ cưới cùng con. Thứ hai thì con cảm ơn bố mẹ hai bên đã lo cho chúng con có một thánh lễ sốt sáng. Chúng con hứa sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc, yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng con cái. Các mọi người đều vui, đều hiểu ý của Bích Ngọc nói rồi. Đấy, bởi vì là xây dựng con cái thế là cũng là mục đích của nhân gia đình, mục đích là yêu thương sinh sản và giáo dục con cái. Cho nên là bạn Ngọc hôm nay rất cảm động, thấy mọi người đông vui, chưa bao giờ nói đông như thế này. Cho nên bạn rất xúc động, xong là chúng ta cũng thấy bạn cũng đã diễn tả được cái niềm vui hạnh phúc và để cho bố mẹ ở dưới Vô Hốt đỡ lo. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chứng kiến đôi bạn trao lời hứa hôn. Giuse Tĩnh và Maria Bích Ngọc. Các con thân mến, các con đến cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hóa các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh và chị Maria Nguyễn Bích Ngọc. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa cha, con không. Thưa cha, con không ạ. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có ạ. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói đến sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, xin nhận em Maria Nguyễn Bích Ngọc làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Bích Ngọc xin nhận anh Giuse Nguyễn Văn Tĩnh làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa Tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của Tổ phụ Isaac,
Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà hai người trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Bích Ngọc, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vâng, kính thưa quý ông bà cùng toàn thể anh chị em, chúng ta vừa chứng kiến đôi bạn trao lời hôn ước. Từ nay chúng ta đã có một gia đình mới. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng gia đình mới này. Tĩnh Mi Bích Ngọc quay lên bàn thờ. Các con thân mến, hôm nay trước tội thánh nhan Chúa là Cha giàu lòng yêu thương các con, Chúa đã dựng nên các con làm người qua tình yêu của bố mẹ. Rồi Chúa đã thánh hiến các con qua bí tích rửa tội, được gia nhập gia đình của Chúa, được nuôi dưỡng các ân sủng của Chúa. Rồi hôm nay Chúa đại xe duyên cho các con thành vợ thành chồng. Vậy các con hãy tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Rồi quay xuống dưới, trước mặt các con là ông bà, bố mẹ, rồi cô dì, chú, bác, bên hai họ, các thầy, các sư, các cha, cậu nữa, rồi đủ mọi người hôm nay đến đây cầu nguyện cho các con, rồi chia vui với các con, nhất là bố mẹ đã nuôi dưỡng các con trở thành những người con ngoan. Rồi bố mẹ cũng vất vả hy sinh, nhưng đôi lúc các con cũng làm phiền lòng bố mẹ hoặc là người khác, thì các con hãy cảm ơn bố mẹ, rồi cảm ơn cộng đoàn một bằng một lạy để xin cảm ơn các ngài. Rồi quay vào nhau. Hôm nay trước mặt Thiên Chúa, rồi cộng đoàn, các con đã thề hứa là trung thành, trung thủy với nhau trọn đời, rồi yêu thương, kính trọng nhau suốt đời, dấu cuộc đời mai sau có thế nào đi nữa, thì hôm nay trước Thiên Chúa, mọi người con hãy nhớ ngày hôm nay các con đã thề hứa trước mặt Thiên Chúa, các con hãy bái nhau bằng lạy trong sự yêu thương và kính trọng. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị chúng ta đây là Giuse Tĩnh và Maria Bích Ngọc. Chúng ta hãy ký thác anh chị em này, đôi tân hôn này cho Chúa. Vì hội thánh là hiến thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng, tinh tuyền xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nôi tổ ấm của mình, một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống tông bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa sướng trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không có gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không có gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa và lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức lạ lùng kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để tô điểm thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người các thiên thần và các toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Thánh thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa các hào vi, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cả tầng trời, Chúa tùng đấng ngự đến nhân gian Chúa. Hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa
là Giuse Tĩnh và Maria Bích Ngọc mà hôm nay Chúa đã dẫn đưa tới bàn thờ để xin Chúa chúc lành, xin cho họ được trăm năm hạnh phúc và sống trọn đời yêu thương nhau. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lãnh thờ hàng ngày, và tha nợ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chữa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn với nhau trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh, bằng bí tích mình và máu thánh Chúa Kitô được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phép phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa đã ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất, đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là Maria Nguyễn Bích Ngọc được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin,
cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt. Và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chớ gì mà mình thánh mệnh xem nhìn lời sự sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, sắp lớp mình vào máu Thánh Chúa, xin để con bị thế mà bị xét xử vào lần phạt, nhưng nhờ lòng từ bi Chúa xin giữ và che chở hồn xác con. Đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thề linh hồn. Xin mình máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ được sống muôn đời.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ uy an, sắc son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường giống như bạn đời. Xin Chúa chàng nhớ mấy huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thơm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến thương trọn đời. Xin cho nàng chung câu an tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin Chúa chàng dẫn lòng muôn chung luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thơm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dân đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho cha vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Amen. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ, đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Con xin kính mời cha và cộng đoàn an tọa. Trọng kính cha Gioan, cha Giuse Bản Hương, quý tu sĩ, quý cố, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày đầu xuân và ngoài kia đâm chồi nảy lộc, chim bay có đôi. Và trong ngôi thánh đường của giáo xứ Cổ Liêu hôm nay được trang hoàng lộng lẫy, và đặc biệt hơn nữa có sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đến đây để cùng nhau cầu nguyện chúc phúc cho mùa xuân mới của anh Giuse và chị Maria. Và trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha và cộng đoàn, con xin kính mời chú rể Giuse sẽ có những cái tâm tình gửi đến cha và cộng đoàn. Xin kính mời. Lời đầu tiên cho phép con xin được cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân Người đã tuôn đổ trên chúng con. Chúng con được sinh ra làm người, làm con Chúa, được gặp nhau, yêu nhau và ngày hôm nay trở thành vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Trong ngày hồng phúc này, chúng con xin gửi lời cảm ơn cha xứ Phaolô Phạm Văn Mạnh, cha phó Phêrô Nguyễn Văn Hải, giáo xứ Hoàng Nguyên kiêm giáo xứ Cổ Liêu Tổng Giáo phận Hà Nội, cha xứ Gioan Bautista Nguyễn Công Tráng, cha phó Gioan Bautista Phạm Xuân Thiện, giáo xứ Vô Hốt Giáo phận Phát Diệm đã giúp đỡ chúng con mọi thủ tục để chúng con bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng con xin được gửi lời cảm ơn đến cha xứ Giuse Trần Viết Điểm, quý sơ, quý giảng viên của giáo xứ Phùng Khoang, đã đón nhận và chuẩn bị cho chúng con những hành trang kiến thức khi bước vào đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng con xin tri ân cha nghĩa phụ Gioan Nguyễn Trọng Viên. Với tình thương và tấm lòng của người cha, cha đã dìu dắt và dạy dỗ con khi con là một cậu bé 10 tuổi cho đến khi trưởng thành. Quả thật, với con đó là một món quà lớn lao mà Chúa đã dành riêng cho con. Con ước mong rằng trong những giờ kinh, những thánh lễ, cha luôn nhớ đến và cầu nguyện cho chúng con. Những người con cái thiêng liêng của cha, cách riêng là gia đình mới của chúng con, biết trung thành với cuộc sống của mình đã lựa chọn. Chúng con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, ông bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em trong gia đình Linh Tông huyết tộc đã gửi đến những lời chúc tốt đẹp cho chúng con và ngày hôm nay hiện diện nơi đây chứng giáng chúc lành và cầu nguyện cho gia đình nhỏ bé của chúng con. Công cha Đức Mẹ cao dày cứ mang chính nước trong những ngày thơ, nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thờ song thân.
Kính thưa bố mẹ, chúng con có là gì thì trước là nhờ ơn Thiên Chúa, sau là nhờ công đức của bố mẹ. Hơn 20 năm qua, chúng con được sinh ra, lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Nói làm sao cho hết những hy sinh vất vả và lao nhọc đã đánh đổi lên đôi vai của bố mẹ. Chúng con được sống trong mái nhà hạnh phúc, nhưng có lẽ vì khô khan, chúng con chưa từng một lần nói lời cảm ơn bố mẹ cách chính thức. Hôm nay, trong giây phút linh thiêng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt cộng đoàn, chúng con xin được nói lên rằng chúng con cảm ơn bố mẹ vì tất cả. Chúng con biết rằng mình chẳng sao đền đáp cho đủ, nhưng đời sống hôn nhân của bố mẹ chính là những gương sáng để chúng con được noi theo bắt chước. Chúng con cầu mong bố mẹ luôn được mạnh khỏe, bình an, sống trong ơn nghĩa của Chúa và mọi người. Để có một thánh lễ long trọng và sốt sáng, chúng con xin được gửi lời cảm ơn đến ban hành giáo giáo xứ Cổ Liêu, ban kèn, ban ca đoàn, ban lễ sinh và các hội đoàn, ông bà anh chị em trong giáo xứ Cổ Liêu đã giúp đỡ gia đình chúng con trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhóm sinh viên Công giáo Hà Thành, nơi chúng con được gặp nhau, được củng cố đức tin giữa muôn vàn sự cám dỗ của thành thị xa hoa lộng lẫy. Chúng con xin được gửi lời cảm ơn đến quý cha linh hướng, quý ân nhân, anh chị em bạn bè đã đồng hành và giúp đỡ chúng con trong suốt thời gian. Chúng con là trưởng nhóm của nhóm giới trẻ giáo xứ Cổ Liêu và là trưởng nhóm của nhóm sinh viên Công giáo Hà Thành. Chúng con cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những ai đã âm thầm hy sinh giúp đỡ gia đình chúng con mà chúng con quên chưa nhắc đến. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria, Thánh Giuse ban xuống trên quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và ông bà anh chị em sức khỏe và bình an. Xin quý cha, quý tu sĩ và quý ân nhân và ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho gia đình mới của chúng con nói riêng và gia đình trẻ hiện nay giữ vững được lời hứa trọn đời bên nhau, cùng giúp nhau lên thánh và xây dựng con cái. Gia đình chúng con không thể tránh khỏi những thiếu sót. Gia đình chúng con xin mọi người lượng thứ. Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn. Xin cộng đoàn chúng ta dành con trai thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho anh Giuse và chị Maria. Con mời cộng đoàn đứng. Thank you.
quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dám lao muôn trùng, luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình. Mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.